Hello các bạn ơi, hôm nay nhà sẽ có rất là nhiều món này. Bếp nó ra, bếp thì có thương. Đây là ba chỉ rang cháy cạnh với hành, Nhà giàu. bắp cà nè. Nhà giàu. Đó. Nhện bay. Đây là mướp luộc các bạn ơi. Em thì nó không giới thiệu Đậu mình. rán nè. Và đây là canh bí nha các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì nhà sẽ ăn rất là đơn giản buổi tối thôi. Đây là món khoai này. Khoai sọ và khoai tây. Chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối ăn ngon miệng. Hôm nay nhà sẽ tổ chức ăn hơi sớm bởi vì là trời mưa các bạn. Sấm chớp ầm ầm. Vẫn là ăn cháy nắm con, ăn ngon nắm cháo. Không nào thoát được cả bởi vì sẽ rất thích ăn cháy. Mời cô nhá, mời chị em. Mời cả nhà. Xong cái dịch giãn cách này các bạn, cả nhà cũng muốn xem video dạ sẽ được ăn bữa ăn cùng gia đình như thế này cũng rất là khó, đi làm suốt ngày cho nên là cái khoảnh khắc mà đang được ở nhà thì cứ quay những cái cảnh ăn uống yêu thương nhau là tuyệt vời rồi. Ngon mà, đã ngon. Em đang ăn cơm mà em Em lại ăn ăn lại. một củ và bé ngọt này. Cả nhà ơi, món ba chỉ cháy cạnh ngon chưa? Rất là ngon. Mỗi tội là lúc mà rang thịt ấy, thì mùi mắm nó hơi bốc. Bày khắp nhà. Nó um khắp nhà luôn. Đóng hết cả Lúc phòng nào ngủ cũng lắm. Lần sau sẽ giống như bà con quỷ. Đúng rồi. Mình thôi cho món cá cái gì là thịt. món này. Đây là món Nấu bếp ở ngoài. đậu rán. Bếp ngoài trời ấy. Lần đầu tiên ăn đậu rán chấm với cả rất là ngon đó. Đồng ơi. Ăn đi. Muốn thịt đi em không lại gấp. Lại quên rồi cha. Ăn trong nồi ngồi trong hướng lần sau mẹ chị ngồi đâu đặt đĩa thịt vào đấy không? Là chồng mong đó á. Đợi chắc. Chắc. Buồn buồn lại phải thò sang tận đây. Đúng rồi. Sếp mâm cơm nào phải để ý hỏi hôm nay mua ngồi chỗ nào hả? Đấy. Hôm nào cũng thế mà vị trí của Bu là ngồi đây, sẽ ngồi đây, Quỷ ngồi đây, Trang ngồi đây. Đấy, lần sau là thịt cứ để bên này, cứ món gì ngon để bên này cho Bu. Nước đường thơm lắm, ôi cay quá, ngon mà, ngọt thơm. Đây cả nhà ơi, nhà sẽ bình thường mọi hôm ấy nó dài gấp đôi như này, một cả quả quả rất là ngon, nhưng chưa chắc nhiều người không ăn như nhà sẽ đâu. Cắt một lát nhỏ ra ăn nó sẽ nhạt nhưng mà cái nước thì nó sẽ ngọt, nhưng mà luộc như này thì cái mướp quá là ngọt luôn cả nhà. Nên luộc đây quả ba cầm lấy quả đấy ngọt dã man luôn cả nhà. Chấm muối nạc này, wow, đã chưa? Dưới kia em cảm ơn ai cho anh để thèm chẳng biết. Đưa vào nhà đây đúng không bà? Đưa vào nhà cắt thôi. Mấy cái ba quả. Bùi nhà mà cũng không biết à. Là ai cho mướp luôn. Mướp biết không? Mọi người quý cứ có rau gì sạch là cho. Sướng lắm, cả quê em. Thực ra thì dịch thì thương những người mà Sài Gòn rồi thương những người không đi mua được đồ ăn, nhưng thực ra nhà em cũng không đi mua đâu mà tích trữ từ những ngày tháng trước rồi. Bây giờ mới bắt đầu nôi ra.
mươi ra đến đấy. Em là hai cục gạch to mà. Các bạn cứ xem những cái video mà em đăng hai cái cục gạch đồ ăn đầy. Biết cách bảo quản đồ ăn vẫn chưa. Thịt này cho vào miếng, cho vào khay xốp, xong sau đó quấn ni lông lại, cho vào thùng. Nói chung là tất cả đều để ngăn đông hết. Thịt thà để ngăn đông, xong rồi thì khi chứ ăn không thì bỏ ra thôi. Mọi người là sao dịch mà suốt ngày đi chợ, mỗi hôm một món. Không, em có sẵn. Một tuần được đi chợ 3 lần. Nhưng chưa đi lần nào. Có phiếu hết ở nhà. Tốn ra nào có cái phí. Dạ? Nào ra lại hái lại cho. Ai? Cả đấy là nhà hôm qua lên. À. Cho rau bí à vậy? À. Nhà hàng xóm các bạn. Ở đây thì hàng xóm láng giềng mà. Đây là nhà chính. Nhà ông chính hôm qua dỡ khoai cho khoai, nhập rau bí cho rau bí, thế là chả mang về ăn. Buổi sáng nay thì bà mang ra một đôi chim bán cho nhà mình. Và buổi trưa nay mình đã ăn rồi. Đâu buổi sáng đâu, tối hôm qua rồi. Bán lúc mà làm à? Lúc không. Mà làm khoai là mấy là mang chim luôn, cho à, chim cho khoai. Thế là từ tối trước ạ. Ừ. Tại sáng nay anh mới thịt mà. Chị tai để. Ăn đi. Không lấy số điện thoại của được. Bà lần nào ăn thì bà có cả cá hồi á.